Tôi nhớ rất rõ, vào khoảng giữa tháng 12 năm 1975, tôi đang ngủ trên chiếc đi văng đối diện với cái đàn piano cha tôi thường đánh. Tôi nghe như là có tiếng bước chân từ trong từ phòng trong ra phòng ngoài, và lặng lẽ mở rất nhẹ nắp đàn piano lên, và một bàn tay phải lần từng nốt nhạc và đánh lên những cái giai điệu rất lạ mà rất thánh thoát. Nhưng có lẽ chỉ có tôi được hưởng những cái giai điệu đầu tiên đó. Và từ tối hôm đó tôi mới biết rằng ngày hôm sau nó đã trở thành ca khúc mùa xuân đầu tiên của cả đất nước. Những bài hát của ông đã thấm sâu trong trái tim cũng như là thấm sâu trong tâm hồn của chính bản thân tôi, và cũng như là sau này tôi đã làm công tác giảng dạy mấy chục năm nay, thì là những bài hát đó tôi luôn truyền đạt lại cho các em học sinh. Được chơi đàn cũng như được hát những bài hát của ông thì một cái cảm xúc rất là tự hào, cảm xúc rất là xúc động với một cái nghệ sĩ như nhạc sĩ Văn Cao đã cho ra đời những tác phẩm để đời. Cả thế hệ trẻ nói chung đều cần phải phấn đấu rất rất nhiều để đền đáp lại một phần công ơn của cha anh đi trước đã hy sinh xương máu cống hiến để cho chúng tôi được sống trong thời bình êm đẹp như này